Thưa quý vị và các bạn, bản tin dịch COVID-19 ngày hôm qua của Bộ Y tế cho biết có 14.922 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 8.499 ca. Thứ hai là Bình Dương với 3.676 ca, trong ngày có 11.344 ca chữa khỏi bệnh. Còn theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ thì trong ngày 3 tháng 9 đã ghi nhận 57 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm đến nay là 4.245 ca. Trong 57 ca nhiễm mới có 15 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 5 trường hợp phát hiện cách ly tại nhà, 19 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 15 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Trong ngày còn có 68 trường hợp điều trị khỏi, nâng tổng số ca khỏi bệnh đến nay là 3.264 ca, có 3 trường hợp tử vong. Tính chung đến thời điểm hiện tại có 61 ca tử vong. Hiện số trường hợp đang cách ly tập trung 1.520 người, còn số người đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà 3.659 người.